Cảnh sát Pháp đã tiêu diệt một đối tượng có vũ trang tại thành phố Rouen, miền Bắc nước này, khi mà đối tượng đang tìm cách phóng hỏa một giáo đường do Thái. Vụ việc xảy ra vào dạng sáng ngày 17 tháng 5 theo giờ địa phương ở trung tâm thành phố Rouen, cách thủ đô Paris 130 km về phía tây bắc. Đối tượng nam giới đã mang theo dao và một thanh sắt đã tiến về phía cảnh sát và lực lượng an ninh đã nổ súng bắn hạ người này. Hiện danh tính và động cơ của đối tượng vẫn chưa được xác định. Truyền thông Pháp cho biết khu vực quanh giáo đường Do Thái đã xuất hiện hỏa hoạn nhưng sau đó đã được khống chế. Pháp có cộng đồng người Do Thái đông nhất chỉ sau Israel và Mỹ, đồng thời cũng có cộng đồng Hồi giáo lớn nhất châu Âu. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Pháp đã nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất trong thời gian qua nhằm chuẩn bị cho Olympic Paris 2024 cũng như do những căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông.